Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình đang rất là vui lắm, tại vì hôm nay mình nhận được hai thứ rất là đặc biệt. Để coi, mình qua Mỹ hồi tháng 5 năm 2019, là tính đến nay đã là 7 tháng rồi, và mình bắt đầu nộp hồ sơ xin thẻ xanh theo diện K1 là tháng 7, là tính tới nay đã 5 tháng rồi. Và hôm nay mình nhận được đó chính là một cái là travel document, là có nghĩa là mấy bạn đi du lịch ra khỏi nước Mỹ và có thể quay lại nước Mỹ được, và một cái là work permit, có nghĩa là chưa nhận thẻ xanh thì có cái tấm giấy đó thì mấy bạn có thể đi làm hợp pháp trên đất nước Mỹ được. Yay. Vậy là sau 7 tháng ăn không ngồi rồi ở nước Mỹ thì mình đã có hai cái giấy tờ cần thiết nhất là cái work permit, còn cái travel document thì chưa cần thiết lắm. Tại vì mình nghe nhiều người nói lại là nếu chưa có thẻ xanh hay chưa có gì gấp thì thôi đừng có về, chờ thẻ xanh về cho chắc ăn luôn. Thì hôm nay mình đã có cái work permit rồi, yay, thì bắt đầu công cuộc tìm việc làm thôi. Nhưng mà trước mắt thì có hai cái giấy đó rồi thì mình sẽ bắt đầu đi học lái xe nè, theo một cái chị share cho mình biết á, là trước mắt á, thì mình tới cái DMV, Department of Motor and Vehicle sao á, mình nhớ không rõ, nói chung là giống như là cái phòng ban về cái mấy cái phương tiện giao thông vậy đó. Thì tới đó mình đăng ký thi lý thuyết lái xe là $35, và khi mà đậu cái kỳ thi lý thuyết đó thì người ta sẽ phát cho mình một cái tờ giấy nữa, thì có tờ giấy đó thì mình mới tập lái xe được, chứ không có cái tờ giấy đó mà khi dù mà mình trên đường mà mình tập lái xe mà cảnh sát bắt là chồng mình bị phạt chết luôn á. Thì sau đó thì chồng mình sẽ tập cho mình hoặc là mình mướn thầy. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mấy chị đi trước á, thì hai vợ chồng mà tập lái xe cho nhau là dễ dẫn đến bất hòa khí gia đình lắm. Nhưng mà mình chưa biết nữa, thì để coi. Nhưng mà hôm nay là cái ngày đầu tiên mình nhận được cái giấy tờ đó thì mình lon lắm, nói chung là chưa có định hình rõ là trước mắt thì mình sẽ nên làm gì nữa. Nhưng mà cái tờ giấy đó chỉ là thông báo là cái travel document với cái work permit của mình đã được approve thôi. Nói chung là khoảng 1-2 tuần nữa thì mình mới nhận được cái thẻ work permit với cái travel document, là hai cái đó là chung một cái. Thì hôm nay mình làm một cái video ngắn để chia sẻ cho mấy bạn niềm vui nho nhỏ của mình hôm nay thôi. Nếu mấy bạn thích video này, vui lòng like, share và subscribe kênh channel của mình nha. Bye bye. À, quên cho mấy bạn xem, đây là hai phong bì mà mình nhận được mới xé hồi sáng luôn.